Chào cả nhà nha. Hôm nay hai con cháu em cũng đi phát quà nữa cả nhà. Mạnh Quân ở trên kênh á gửi tặng cho những cái hộ theo em được biết đó cả nhà. Thì ở xóm ở nhà em á là có một hộ nghèo lắm, nhưng mà trẻ con rất là đông. Và bây giờ không biết nó thoát nghèo chưa nữa. Bây giờ thì cũng như là ở trên kênh thì có Mạnh Thường Quân đó là ủng hộ. Thì nay em lại em thăm này coi đó có nó có bớt nghèo chưa, nó có đẻ thêm đứa nào nữa không, mình trao quà. Đúng là đẻ hoài vậy. Không, nó đẻ dễ lắm, đẻ hoài à. Rồi mời cả nhà theo hai cậu e cháu em nha, để mình đi coi nó có thêm được đứa nào nữa không. Lâu rồi em cái mặt kinh gạo nữa. Ủa con này con gì ta, tới chỗ rồi nè cậu. Tới rồi, ở phía sau này nè. Ừ, này cỏ quá ta. Đấy cỏ nhiều tốt. Cỏ nhiều tốt hả? Ủa, đây có mía nữa nè. Ủa ngoài này nước như vậy. Có nhà không? Cái gì nhiều chứ hả? Bụng mền hả vậy? Làm gì hả? Đang làm gì hả? Ủa? Này mới đẻ hả? Để sao hả? Vì sao? Ủa như là làm thêm được nước nữa rồi. Không không đâu. Ăn nước. Nhiều. Ăn nước. Trước sau luôn hả? Rồi cả nhà em ơi, tới nhà có nhỏ em nha. Bây giờ thêm được có đứa nữa. Đây, thêm được đâu rồi? Mới đảo lại nè, thêm được nhỏ này nữa nè. Cái gái. Nhiều tháng rồi? 15 tháng. 15 tháng rồi hả? Ừ. Lâu rồi không đảo lại làm thêm đứa nữa. Có tính sản xuất thêm mới nào đó không? Làm đủ rồi đó anh. Chưa chắc có nữa. Đây dự định hả? Tổng cộng nhiêu đứa rồi? Mấy đứa con rồi? 5 đứa. 5 đứa chưa lớn chưa, nhỏ luôn. Sau 7 đứa. Trước sau 7 gì? Thôi cha nó rồi cha nó bắt 2 đứa. Chồng lớn á. Ở với chồng lớn, chồng bắt hết 2 đứa rồi, còn tổng cộng tôi nuôi là 5 đứa. Tổng cộng nuôi 5 đứa. Rồi gặp sao là mấy đứa? Sau 3 đứa. Con này đó. Cái cô đó. Ừ, rồi còn hai đứa kia là của thằng khác nữa hả? Ừ. Rồi hai đứa kia đâu? Cháu hả? Con đó nằm đó. Rồi thằng Bin nó đi lên ngoại nó chơi nè. À. Lên này chui. Lên đây nè. Yeah, hiện tại là còn tổng cộng nuôi là 5 đứa. 5 đứa. Chờ ở đây 4 đứa, còn đứa đi chơi hả? Đi lên ngoại nữa chứ. Nuôi 5 đứa. Rồi ba cái mùng mền này là mình lãnh về mình mai hả? Ừ. Lãnh về mai. Mai được cái nhiêu? 1.500. 1.500 một cái. Bây giờ cái đó là mai cắt sao? Mai vòng vòng 4 gốc. Mai gốc mà. Cái này là... Đạp cái gì rồi đó hả? Ủa? Cái này đi dắt sổ luôn hả? Sai. Gì hả? Sai là cái gì? Nói nghe cũng không biết nữa. Nó máy này nè. Chạy hai kim á. À. Gì hả? Mai gì khéo quá chứ. Bữa nào dạy mai ăn bữa rồi. Cái này kéo mày lại hả? Kéo hơn mày lại, mai này nó đẹp hơn. Im, nó đẹp hơn mẹ. Rồi gọi gì là người ta bán lại nhiêu cái biết không? Không biết. Chỉ biết mình mai thôi, còn ai bán nhiều cái. Gì đó hả? Thôi nói vòng vòng nè. À, quà của Mạnh thì cũng gửi. Thì cui đi đặng mình gửi cái video lại cho người ta coi là mình có nhận quà rồi. Xuân lấy kéo mẹ xuân. Thường Quân là Mạnh Thường Quân ở đâu? Anh Thường Quân ở trên kênh Ngọc Đào An Giang á. Là thấy biết chữ đọc không? Không biết chữ đọc không? Không biết chữ. Không biết chữ hả? Ủa con rỡ có đi học hả? Đi học mà giờ quên chữ rồi. Đẻ nhiều quá quên chữ. Đẻ quên chữ. Đẻ nhiều quên chữ hả? Ừ. Mày ơi trời. này mới nghe à? Ủa thường thường ta đẻ nhiều người ta kiến thức người ta còn nhiều nữa chứ. Cái này đẻ cái quên này. Đọc quê xung. Quà gửi từ từ kênh Ngọc Đào An Giang. Đúng rồi.
khán giả trên kênh người ta thấy hoàn cảnh khó khăn. Đọc với Sung. Đọc với mấy rồi. Rồi người ta gửi cho mà gia đình Tân tặng quà. Anh có chút quà gửi đến gia đình em. Mong em nhận lấy của ít lòng nhiều, thấy gia đình em khó khăn nên anh gửi chút quà cho mấy cháu, chúc gia đình em nhiều sức khỏe, nhận quà vui vẻ. Anh Khánh gửi tặng. Trời giỏi dữ trời. Học lớp 2 mà đọc quá ngon lành luôn hả? Là anh gửi tặng hả? Ba chữ rồi. Anh Khánh gửi tặng. Anh mẹ ở đâu không biết nữa. Để anh Khánh thôi. Mở keo á. Giỏi dữ ta. Ui, vậy là mẹ dở hơn rồi, mẹ dở hơn rồi. Anh thử học sinh xuất sắc không đó. Quá giỏi rồi. Mở bằng keo ai? Học chung với Thái Linh hả? Chồng đi làm gì vậy? Đi dắt lúa mướn. Ai mướn gì mặn đấy mà không đủ ăn nữa. Ủa? Chiều nào quá này? Mở chiều nào? Thì, sao ông này ông gói chi cực nhọc với ta? Mới có 5 đứa rồi, còn thằng lớn thì đi chơi vậy. 7 mà giờ còn 5. 7 hả? Hôm nay mà cái này nó bé như hả? Hôm nay em nhiêu rồi? 37 tuổi à? 37 hả? 37 mới có 7 mà chưa có nhiều. Chưa thành đội bóng. Để chừng nào đủ đội bóng là nghỉ được rồi. Đội bóng thì coi là chịu quấn luyện viên luôn, bỏ mà ấy đi. Chịu quấn luyện viên 12. Đánh 12 thôi. Lấy 10 thôi. Ở trong còn hợp nữa. Cầm vui đi. Quà gì đâu. Ồ quà. Cái gì đâu. Gì đâu mà ngắt quá. Để cho con thằng vui đi. Tặng này tặng cái gì đâu mà này chắc vàng hay gì quá. Chắc vàng quá. Vàng vô khúc hay luôn. Vàng hay gì đâu mày. Không biết luôn nữa mình. Qua vậy còn nữa hả? Để bạn tự nặng cái gì đi không biết. Đây biển nè, biển nghe nặng nha. Đây. Nặng nha. Giấy gì? Lạ rồi, giấy gì lại? Nặng quá. Dạng rồi luôn rồi, trời ơi, vô rồi. Vô khúc rồi. Cái gì đây? Trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Trời ơi. Sao nhiều dữ vậy? Trời ơi, sao có hai cục gạch à? Ai gãy kỳ vậy trời? Bà nó gãy đầu, sao gãy kỳ trời? Gãy sao có hai cục gạch à? Đâu ấy? Trời ơi, gãy cho kỳ trời. Tưởng đâu vô vàng ai vậy? Gãy. Bà này mà làm cục kỳ dữ vậy? Bà này bà này đó là những biểu hiện rồi quê anh khổ rồi trời ơi còn cư chứ hả cho gạch rồi quạ rồi biết cư rồi khán giả gửi kỹ trời. Ủa khán giả xem kênh ngục đào gì kỹ trời trời ơi có chặn bà mở ra coi rồi có hỏi rồi mình nhảy quà có hỏi nó là cái gì không quà của ta hỏi gì ông nội. Không hỏi người ta. Người ta chỉ gửi là món quà gửi cho mấy cháu thôi. Tôi nay hơn 70 tuổi nhưng tôi chưa gặp cái trường hợp nào nói như thế này. Gửi đâu thì người ta coi. Sao coi được? Sao coi được? Mày hỏi. Hỏi gì? Bởi vì coi ở đâu được? Không được. Ông gái nó đi chờ ai không? Mày có phải coi ấy đâu, có kỹ nè. Lâm chuyện là chứ. Người ta đâu có cho mình coi. Không cho coi hẳn. Cái người gói nè, tôi có biết, tôi quýnh ba má nhìn em ra luôn á. Trời ơi, ai mà bắt nhớ nghe trời, hên. Hên là đâu rồi? Trời ơi, hên con cho thêm 5kg gạo, không biết còn quà gì. Mà cái này rồi, ôi, có gặp đào kia. Ôi, cái này phần của chị nè, chị gửi cho nó cho mấy cháu nha. Cháu kỳ trời, ông nội này kỳ quá à. Đào, gì đâu vậy?
đưa giấy rồi. Khánh à? Khánh quá. Con này tay tay nè, anh Khánh nó mới ghê chứ. Chơi gì? Chơi kỳ á. Có mà chơi hai cùng gạch. Thiên thì chắc là không kỹ ghê không? Có hàng quá kỹ luôn. Chị ơi, để cái nhận hàng thì không mở được đâu. Ba bốn người ta gửi thứ khác rồi, lại người ta luôn. Không được. Anh hai còn biết nữa sao coi? Không được. Người ta vô cái thùng nó nhắn hai cho coi. Đúng không? Có đường nào sẽ được cho nó. Không được đâu. Không, bây giờ mà không giao được. Anh hai. Anh chồng. Anh chồng hả? Ừ. Vậy là từ đây tới nếu mà giao tôi nhận ra là tôi phải tháo, tôi mới chịu. Ta có cho rồi coi. Không tháo là được, mình đâu có được. Sao anh Khánh gửi tặng gì kỳ anh Khánh? Bà may mắc mặt cho anh Khánh. Hai con cháu quê dữ lắm rồi nghe. Chết luôn rồi. Tưởng là quà dữ lắm rồi. Mai lại em mới đem theo phần quà này để cho mấy cháu nữa đó cho người. Nó gượt em thấy bà luôn rồi. Cối kỹ quá trời không biết nữa. Thôi, thì thôi. Chị nãy giờ nó là con trai không ạ? Trai nè. Gái á. Nghe không hả? Giờ tới nhau đó, nhau này bốn đứa lần gái không đó. Nó hai này nè, bốn cái này thì ra lai trai nè. Tìm đứa gái là ngon luôn á. Tìm đứa gái này là ngủ đồng công chúa. Bởi vì tính kiếm tìm đứa nữa đó. Kiếm tìm đứa đi. 37 tuổi mà mới có 7 chưa. 7 đứa. 37 tuổi 7 đứa vậy là nó hơn con lắm rồi. Ừ. Không có 2 đứa à, nó 7 đứa. Ừ vậy. Chị thôi chị đi về nha, chúc gia đình em nhiều sức khỏe. Năm sau mà có sẵn sức nữa thì cho chị biết chứ nha. Cái gì năm sau ghé lại thăm. Ghé lại năm sau ghé lại cái là 2 đứa. Đi đó. Chị mặn gì sao đủ ăn rồi. Có ai cho được gì thêm không? Có anh nhờ sớm kiệt ta cho gạo thêm. Vậy hả? Chứ mặn thì sao đủ nổi. Bây giờ mấy đứa này mình cũng chẳng ngại. Mấy đứa này nó uống sữa bò không đó, đâu có tiền đâu mua sữa bịch luôn. Sữa lon 15.000 lon mà sữa. Nó thì sữa đó. Ở sữa ông thọ. Sữa 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 con bò, sữa con bò. Con bò. Con thọ con mắt con này ghé. Bò 2.000 lận. Vậy là chưa được con thọ nữa hả? Chưa. Cái này ngon nè. Này con bò thôi chứ chưa được ông thọ. Bây giờ ông thọ không có sữa đâu mà ông bán hoài. Bà ông được ông thôi chứ phải được bà không nói. Đi thôi. Thôi chị về nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Rồi bye bye nha. Về anh hai ơi. Thì cả nhà ơi. Mằng mằng cho anh bá đạo mà đâu dám nói nghe tại đó. Nói nghe tại đó. Chở trà nó vừa tới bà. Nó không bất ngờ. Nó tưởng nó thiệt thật. Anh chồng với em dâu tưởng nó thiệt luôn, nó ghê gì. Bởi vì cậu thấy không? Phải đi qua chứ. Đâu có ai mà định, cho. Định đâu có ai cho xem hàng. Không nói đúng mà, thấy không? Không nói đúng. Con làm kế nào là lên đi gàng lên không ai. Quá tài lắm. Không ai nghe ngờ chứ. Thì thôi em tới đây là kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy hay á cho em một đăng ký một like nha. Có gì có bình luận phía dưới nha. Có cái nếu mà cả nhà muốn làm cái gì nữa thì bình luận phía dưới cho hai cô cháu em biết nha. Rồi chào cả nhà nha. Đi về lẹ lẹ về để nó vừa thấy mẹ luôn á.